một màn đặc biệt. Màn đặc biệt đó quý vị đã từng thấy cách đây độ 10 năm. Và kính thưa quý vị, cách đây 10 năm trên sân khấu tâm nhạc Việt Nam xuất hiện một nghệ sĩ lạ mắt, một giọng ca lạ tai, một thể nhạc khá hấp dẫn. Và thiên hạ đã đổ xô nhau để đi xem nghệ sĩ đó, để nghe loại nhạc đó và để nhún nhảy với loại nhạc đó. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu Hùng Cường với loại kích động nhạc. Và quý vị, đây Hùng Cường. Qua bộ đồ lính Việt Nam. Xin cảm ơn Hoàng Thị Thơ, xin cảm ơn quý vị. Và với hình ảnh cũ và một chút nhớ nhung cũ, Hùng Cường xin được gửi đến quý vị một bài hát cũ rất quen và rất được ưa thích, coi như là bài hát bán thật nhiều và từng có thật nhiều quà mà các bạn gửi đến tặng, mà nhất là quà nhỏ nhoi, ví dụ như hoa rừng, là hoa lan trên rừng của các anh lính chiến trên rừng. Đó là nhạc phẩm cắm trại 100%. Oh! Em ơi, chiều nay cắm trại 100% thì tự nhiên thế này, ta đã bắt cắm trại 100% rồi. Anh hẹn em chiều nay về để đi xin Alex, nhưng mà bây giờ là về không được đâu nhá. Em về trước đi. Mai mốt cho em về thì đi xin đây sau. 100 em ơi, chiều nay 100%. 100 em ơi, chiều nay 100%. Người yêu anh ơi, tháng về anh tình tình. Giờ đây là biết pháp từ thời linh. Lòng anh lo lao mỗi khi ta hẹn nhau với em tâm tình. Xin em nhớ cho rằng đời linh biết trước được đầu, mà dầu lính hay đã thành nhưng mãi mãi vẫn yêu chỉ một người, một người mà tôi và yêu trọn đời. Một giây về phép anh xin dành cho em đó. 100 em ơi, chiều nay 100%. 100 em ơi, chiều nay 100%. Vì em yêu ơi, vì anh là đứng chung mình. Nào đó là biết tâm tư hồn rồi. Lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau với em tâm tình. Với mình viết cũng buồn, thành ra hát phải có Mai Lệ Quyền. Dạ, xin mời Mai Lệ Quyền. Và đây xin giới thiệu Mai Lệ Quyền. Giờ em cầm cái của anh, em cầm cái kia. Cầm cái này đi. Cho nó vui như trong không khí gia đình. Giờ lâu lắm mới gặp. Lâu không gặp thôi chứ gặp rồi chán. Giờ tụi mình hát gì đi, đặng gửi xuống cái nhà, nhắc cái không khí đại nhạc hội xưa đó. Hồi xưa thì anh Cường nghĩ là coi em với Cường hát cái gì? Hát nhiều lắm, không chỉ mấy trăm bài nhớ không hết. Thôi giờ những cái bài mà đáng nhớ nhất với mấy cái em nhỏ nhỏ, mấy cái xóm lao động nó đổ lời nó ca bậy bạ. Đi nghe nó đổ lời ca bậy bạ nhột không chết. Ví dụ như cái bài Hai Trái Tim Vàng chẳng hạn, Hờn Anh Giận Em chẳng hạn. Thôi giờ mình hát Hai Trái Tim Vàng được không? Em sợ bây giờ mình già quá thành tim gì rồi anh. Trời ơi, già mà bây giờ nó già mà không có tim sao mà vàng, mà vàng càng già nó bán càng mắc. Núi này núi liền á, vàng này là vàng núi liền chứ không phải là núi lô. Nói cái vụ vàng đóng vượt biên cho mấy ông cộng sản. Em thưa bây giờ vàng này vàng núi lớn á. Bây giờ xin kính mời quý vị nghe Cường với Mai Lê Huyền gửi đến quý vị nhạc phẩm
hai trái tim vàng. Sau này mấy cái ông cộng sản nó bảo là Xuân Phú Thọ. Xuân Phú Thọ. Rồi ông quay hình mà mấy cái cine mà mấy cái phim mà thấy mấy người ngoại quốc người ta nhảy dịp punk hay là disco gì đó, chứ nó nhảy như là ngựa Phú Thọ nhảy. Ông bảo là cái loại này là loại Xuân Phú Thọ. Mặc kệ ông. Nhưng ông trong cái trung tâm trưng bày của bác Mỹ Nguyễn đó, thưa quý vị, ông trưng cái hình của Cường cái Kim Vui mà nằm tắm biển mặc coi như là mặc kilos de pa và quần tắm biển á, ở trong cái chân trời tím, phim chân trời tím mà để nằm office mà Cường nằm cái Kim Vui mặc mayo mayo mà luôn cả vest, luôn cả bikini chứ không phải là đơn vest, trên diễn tả hết. Không, em nhắm mắt đi, em nghe thôi, các bạn thấy nè. Dạ. Ông đem ông trưng vô trong cái trung tâm trưng bày của bác Nguyễn Nguyễn. Ông nói cái này là dâm vật đồi trụy, nghĩa là này kia kia nọ. Và đi tắm biển mà mặc kilos de pa, mặc mayo bikini mà mấy ông nói là dâm vật đồi trụy, chắc ông muốn bắt mình phải mặc quần saten đi tắm. Tắm biển phải mặc quần saten quần dài. Trời ơi, mặc như vậy đuổi Mỹ nó đuổi chạy sao kịp. Dạ thưa, bây giờ nhập phần thứ hai, mặc dù là người ta đã nói nãy hai trái tim vàng nha, cho cái gì đó một ngôi nhà có hai trái tim vàng đã công khai là gì đó, thường thường nói về tình yêu, là tình yêu thì khó nói và khó định nghĩa lắm. Thường thường ta có mấy câu chú bác hồi xưa nói á, dù hai người trai người gái mà hồi mà chưa quen nhau bắt đầu mà hơi đánh nhau đó, là cái người nói, người ngồi bên bàn bên đây nói uống cà phê chung, người ngồi bàn bên đây nói gì đó, cái người kia lắng tai nghe, cái tới đừng quen nhau cái người kia bắt đầu nói hơi lớn chút cho người này nghe, thì người này nói là cho người kia nghe, cái bắt đầu cưới nhau rồi đó, về cái
nghe hai người nói với nhau nghe mà gần như cái nhà ở bên ở nhau thời gian cái tự nhiên cái có một người nói mà đầu trên xuống dưới nghe hết. Rồi ở thêm thời gian xanh chừng hai ba đứa con với hai người xúm nhau nói cái cả nước nghe. Hai trái tim già nhưng mà cũng có đôi lúc phải hờn anh giận em. Dạ thật ra bây giờ xin hát hình ảnh dành ra. Chồng mình gần nhau luôn nha.